chúng ta tiếp tục với bài 9 liên quan đến gọi là giới thiệu này, thì khai phá dữ liệu data mining. Một chút chúng ta đã làm dữ liệu rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là khai phá dữ liệu. Giới thiệu thì đã dữ liệu thì nó tăng trưởng mỗi ngày với tốc độ khủng khiếp. Khi người dùng thì ngày càng đòi hỏi nhiều hơn những thông tin nó đã được xử lý gọn gàng, thông tin chất lọc. Thì cách làm như nào bây giờ? Ví dụ như là ta cần lên uncover, tức là mở ra những thông tin trên đó. Đó là khai phá dữ liệu. Thì định nghĩa khái niệm là tìm ra những thông tin ẩn chứa đằng sau những thông tin đang có trong cơ sở dữ liệu. Sau đó ta sẽ phải đưa dữ liệu đó vào một phít tiền nhắc lại vậy. Và một số khác nữa thì là khai phá, phân tích dữ liệu, khai phá hay khai phá dữ liệu, rồi discovery là phát hiện những hướng di chuyển dữ liệu, hoặc cái đấy là học nhắc tức là cái khái quát của bạn, tức là nhắc tức là đó là suy diễn, huấn luyện suy diễn, tức là từ cái này ra cái kia. Tiếp đến nói đến là cái thuật toán để khai phá dữ liệu. Mục tiêu chúng ta là đưa dữ liệu của nó để ra từ cái dữ liệu cũ đấy, để suy ra dữ liệu mới là cần phải hàm ép vào để từ x đến y vậy. Thì ta có phép là phép mô tả phép phép mô tả, còn strategy tức là nhắm mục tiêu. Đầu tiên ta sẽ khái quát là một cái nhắm mục tiêu đó, biểu tranh để người ta cầm súng đã chĩa vào khu vực phía trước cho nó nhắm vào bia, thì đấy gọi là flank. Theo cái mục tiêu này, preferency bằng cách này ta dùng cần phải đưa ra một cái phần chọn ở đó để phù hợp với mình đặt. Nó sẽ tìm kiếm, gọi là tìm dữ liệu đó và truy vấn cái ý gì. Preference tức là cái thông số hoặc là cái sắp xếp tại tạo ra cái đó, tạo ra một cái decision của mình, một cái khung liều khung phổ quát nhất. Sau ta từ khung đó ta mới nhắm mục tiêu ra để sau này ta có tiếp là gì, là xử lý dữ liệu. Cái quy xử lý của các dữ liệu với cả cái việc quá trình khai dữ liệu nó khác nhau nhỉ. Ở đây thì về phía là quy trình xử lý trên cơ sở dữ liệu, ta còn truy vấn này, rồi hướng này rất rõ ràng và cũng như SQL dữ liệu thì ta là dữ liệu là có thể xử lý đầu ra ta rõ ràng. Kết quả nó là một tập con của bây giờ là truy vấn là select sao, select gì đó. Còn về phía phần xử lý của khái niệm thì sao, truy vấn của nó là không rõ ràng, nó không rõ bằng chứng mô tả cái cần gì kia, thì nó không có SQL được cả. Thì dữ liệu của nó thì nó lại không có dữ liệu xử lý được, nó phải làm sạch trước khi xử lý, rồi đầu ra ta rồi cả. Về vì sao lại không là con điện, vì nó là phần chuyện ra, nó phần chuyện từ cái dữ liệu ra bạn kia, nên nó không phải là tập con dữ liệu. Ví dụ về truy vấn có gì, cơ dữ liệu thì tất cả các cái ứng dụng cái kế, tức là những cái người, những cái trái chủ nó có tên là Smith, hoặc là nhận diện những khách hàng mà đã mua nhiều hơn 1 vạn đô la trong tháng trước,
chính là khách hàng mà đã mua sữa đến thời điểm ra bệnh. Còn cái phần mà của hãng hiệu thì tìm hàng những cái ứng viên mà có cái hồ sơ vay nợ xấu để phân loại. Còn nhận diện những khách hàng mà cùng có thói quen mua hàng với nhau đều là customer, cái này quân hãy phải nhận diện, tức là phải suy luận và tìm những cái mặt hàng mà thường xuyên được mua kèm với cả sữa. Cái này là association, là kết hợp nhé. Đó là chuyện chứ phải là một thứ gì có thật. Thế những tác vụ thông thường của hãng hiệu gì? Đầu tiên đó là việc phân nhóm, sẽ ánh xạ dữ liệu vào những cái nhóm định mức trước hoặc lớp. Ở đây có bài toán này, toán là supervisory, học giám sát này, bài toán dự báo này, bài toán hồi quy. Dự báo là cho cái thằng lên người giảng, còn cái bài toán mà hồi quy là tiếp tục. Tiếp theo, bài toán tiếp theo của lớn đó tức là phân cụm dữ liệu, tương tự với gắn dữ liệu ở những cụm khác nhau. Những cụm này thì có kiểu như là học lớp sát, như là ca nghi nhận được lớp sát, hoặc segmentation là phân đoạn, rồi partition là phân nhóm. Ta phân thành cụm nhỏ tách này, kiểu như là ta có một lô á, cái quả bóng, ta phân thành cụm sinh của quả bạc, đó là clustering. Mà trước đó ta không nói với máy là phân nhóm lô bóng đi, thì máy tự phân ra. Như hồi lớp học ở trường ấy, cái ông mà cũng đi thư viện, ông chả biết quái chứ. Ông phát biểu là chúng tôi phân sách ra theo từng sách to một nhóm, sách nhỏ một nhóm. Ngồi giữa hơi buồn cười là không hiểu ông phân tích kiểu gì. Sách ở theo là nội dung sách, theo cái nhóm nghiên cứu sách. Theo bộ phân đấy, không hiểu là sách to một nhóm, sách nhỏ một nhóm. Để xếp nó đẹp á, nhưng nó lộn xộn. Và ông có thể nữa là thật, ông thì biết nhưng mà cán bộ ông thì kém quá, các bài nó thì đâu, bài cứ to to nhỏ nhỏ nó dễ, gọi cái gọi là clustering. Và ăn sắp con dài tiếp theo ta gọi là gì, tiếp tục những tác vụ khác của thằng khai thác hiệu là sẽ gì, link analysis, tức là gì, phân tích kết nối để tìm ra những quan hệ giữa dữ liệu kiểu như phân tích affin này, affin là không gian, thiên không gian, hay tách không gian ra và những luật liên kết này, rồi phân theo chuỗi này, xác định chuỗi các cái mẫu ổ đó. Bây giờ đi sâu vào cái toán là phân nhóm, phân loại, ra gắn dữ liệu ở những cái nhóm định đi trước hoặc lớp những trước. Thì nhưng cái này không phải là phương pháp điều gì, vì sao? Chúng ta biết rõ chúng ta cần tìm cái gì, và chúng ta cần biết rõ luôn là cách chúng ta tìm cái đó. Giả sử chúng ta biết rằng một loại chỗ đó hoặc cái hang đấy thì có vàng à, ta đã biết không? Làm sao biết được đó, làm sao ta tìm được cách tìm đó? Và cái này cần hỏi hỏi cái người thợ mỏ kinh nghiệm mới được biết, phải là có. Như vậy, cái này là giống như con vịt, đi như con vịt và kêu như con vịt thì nó là một con vịt. Này, tức là nếu mà nó giống một tay khủng bố, đi như khủng bố, kêu như khủng bố thì nó khủng bố không? Nghe thầm cười nhỉ? Được mô tả này thì là phân loại ra kiểu là profit, là có hồ sơ cũ, còn thái độ behavior cái phụ thuộc là tương tự, còn association kết luận này thì là nếu gọi là phân tích kết nối cho nó kết nối thứ hai này này writing, đặc biệt là đánh biển cái gửi cây. Bây giờ ta có một cái tập hợp các dữ liệu,
có 5 cái con cát bít nữa nhỏ. Dạ. Đó, bắt hốt được con đúng. Thì các xác định xem là các cái loại côn trùng trong cái nhãn và trong cái cung nhãn này. Đó này. Con này rất lâu dài. Dù là hết rồi, dù là hết. Và cái phân loại có thể sản xuất này là có tập những lịch huấn luyện và các lớp có lớp phân loại sẵn để sử dụng báo ảnh như đấy anh con này ai bì đấy à, độ dài bụng này độ dài ăn ten này phân nhỏ nhỏ này thì chúng ta thì mình làm theo hướng là dùng học máy để phân biệt cái này để tìm ra cái hàm ở đó hàm cũng nó xử lý này và mọi người có nhận dạng khuôn mặt nặng đấy biết người nhìn ra bằng máy gì rồi đẹp rồi phát hiện bất thường. Bây giờ phải nói tổng cục thì việc phân các dữ liệu vào những cái nhóm chưa được định vị trước tác quẩy năm nghìn tác quẩy mười tương tự gì giữa cô này con chó các hiểu cũng cũng nhỉ đối tượng này đối tượng giáo viên này, đi ra này, má thì hai chị em chúng tôi của má còn đây cụ phân loại này nhóm này phân nhóm là có gia đình đi sẽ có cái này là của trường học công này anh tơ này của trường này lái xe buýt cô giáo này. Ví dụ liên quan đến khoa diệp thì biết là khoa diệp chi diên vị khoa diên vị cái đài hoa nó cánh hoa sẽ tôi xa và sẽ coi lơ về cái diên vị micro array chưa hiểu nhất mạng nhỏ để người ta chép vào mà rồi luật liên kết liên kết kết nối tìm ra quan hệ giữa nhau có nghĩa người ta mua tã mua bia chứ ở đây đâu mua tã mua bia chắc ở đâu nhỉ? Nếu gen A có biểu hiện rất nhiều những bệnh này thì gen A cũng là gen trộn rồi quan hệ giữa người với người đây quyền quy cơ quan khi mà mày đi mát thì cả người làm ghế từ xa 100% chi phiếu được ký voucher được ký khi hôm nay nói tin rất là thật. Quả này
so sánh giữa hai thương hiệu và phát triển team Discovery. Discovery tức là khai phá, Discovery tức là khám phá những tri thức. Thì những cái khám phá này dữ liệu đó là quá trình tìm ra những cái tri thức và cái mẫu trong dữ liệu. Còn khám phá là phải sử dụng thuật toán để lấy được thông tin và cái mẫu được suy diễn bởi quá trình khai phá tìm tòi để làm bước xong. Hai, khám phá tri thức để lựa chọn tìm chủ ý này, biến đổi mình, đây mình là khai phá tri thức
cây siêu này hỏi gì được cái này là cái lý của video này thiếu dữ liệu này thiếu minh quan dữ liệu nhiều này chịu thay đổi này rồi vấn đề thích hợp ứng dụng nó là vấn đề cảnh báo là gì với các dữ liệu ta không thường xuyên biết và tìm cái gì và có thể không thôi có đúng dữ liệu nó dùng về em bị nhiễu nhiều không chuẩn đang họ cái khái niệm cái môn và rất nhiều sự kinh nghiệm rồi một cái khóa học khai hóa dữ liệu cung cấp chúng ta công cụ sử dụng dữ liệu thôi có kinh nghiệm của chúng ta cải kiến thức để cách sử dụng đó đơn vị lo thì nói mày hết anh này